Mình xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Chia tay khu vực Bắc Mỹ, hôm nay chúng ta sẽ cùng Tosa Inu sang châu Âu để chứng kiến màn so tài giữa chó ngao Nhật và giống chó nặng nhất thế giới, đó chính là chó ngao Anh. Trong mỗi chuyến du đấu, tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đang chờ đón Tosa Inu. Đây là lần đầu tiên Tosa xuất hiện và gặp phải đối thủ quá to lớn này, thì khó khăn càng tăng lên gấp bội phần. Các bạn hãy cùng mình cổ vũ cho hai anh hùng này nhé. Lần đầu tiên qua châu Âu nên Tosa chưa quen với thời tiết và khí hậu bên này lắm, nhưng vẫn bảo đảm sức khỏe để hòa nhập với môi trường nơi đây. Chó ngao Anh cũng khá bất ngờ khi hay tin Tosa Inu sang thăm. Lúc đầu cứ tưởng là Alabay chứ, nhưng mà trước sau gì cũng phải gặp nhau cả thôi các bạn ạ. Không chần chừ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào. Chó Tosa là một giống chó to lớn có xuất xứ ở Nhật Bản và có biệt danh là chó Sumo, nên cũng hợp để so tài cùng với chó ngao Anh đấy các bạn. Đại diện đến từ đất nước mặt trời mọc ngày hôm nay là một chú chó Tosa Inu được lai tạo, nên có kích thước to lớn hơn dòng chó thuần chủng. Một con đực trưởng thành có chiều cao dao động từ 62 đến 82 cm tính tới vai và có cân nặng từ 60 đến 91 kg. Và thường dùng những con chó có cân nặng tầm 30 đến 40 kg để chiến đấu. Nhưng các bạn biết đấy, khu vực châu Âu là nơi hội tụ của nhiều giống chó to lớn và thiện chiến, nên ban tổ chức sắp xếp cũng có mục đích cả rồi nha. Về phía đại diện chủ nhà, chó ngao Anh có chiều cao dao động từ 76 đến 91 cm và có cân nặng dao động từ 68 đến 113 kg. Các bạn thấy đó, về kích thước và cân nặng thì chó ngao Anh đang nhỉnh hơn so với Tosa, nhưng chưa nói nên tất cả. Kịch hay vẫn còn ở phía trước. Tosa có thân hình chắc khỏe với nhiều cơ bắp nhờ thừa hưởng từ nhiều giống chó tổ tiên. Chúng sở hữu một vóc dáng cân đối khỏe khoắn, chiếc đầu khá to với hộp sọ rộng và dài, bộ lông ngắn dày và thô ráp tạo nên sự cứng cáp. Chó ngao Anh có thân hình đồ sộ nhưng ít cơ bắp. Chúng có chiếc đầu to vuông vức, kích thước các chi to hơn so với Tosa, phần lông và da có phần mềm và nhão hơn so với Tosa. Tóm lại là nhìn tổng thể thì chó Tosa săn chắc hơn nhưng thua thiệt về kích thước tổng thể cũng như kích thước các chi. Xét về lực cán, cả hai anh hùng đều sở hữu lực cán rất mạnh. Tosa được đánh giá cao hơn về lực cán vì chúng có thể tạo ra một lực cán là 556 PSI, trong khi chó ngao Anh có lực cán là 552 PSI. Tất nhiên, hai con số này không quá chênh lệch nên có thể xem như ngang bằng nhau. Mặc dù vậy cũng phải dành một lời khen cho Tosa khi chúng có kích thước nhỏ hơn nhưng lại có lực cắn mạnh hơn. Nhờ hội tụ nhiều đặc điểm từ tổ tiên để lại nên Tosa có sức khỏe và sức bền rất tốt. Chúng được lai tạo để tìm kiếm và kết tinh lại những ưu điểm của nhiều dòng chó khác nhau, trong đó có chó Bulldog và các giống chó ngao. Tính trên đơn vị cân nặng thì Tosa có sức khỏe và sức bền tốt hơn. Nhưng chó ngao Anh thực tế lại to lớn hơn nên Tosa sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chó ngao Anh có nhược điểm ở chỗ là hay bị các bệnh của những dòng chó lớn nên nội công cũng không được tốt lắm. Một yếu tố cũng rất quan trọng đó chính là tính tình và tinh thần chiến đấu của hai anh hùng. Về điểm này thì các bạn cũng dễ nhận thấy rằng Tosa có lợi thế hơn bởi chúng có tính hiếu chiến hơn và sự gan lì có được từ các dòng chó chọi. Khi đôi công, nếu chó ngao Anh không biết tận dụng lợi thế về kích thước to lớn thì rất dễ bị Tosa lật kèo đấy các bạn. Tới đây, mình xin đưa ra nhận xét như sau. Chó Tosa có lợi thế ở lực cắn mạnh, thân hình nhiều cơ bắp săn chắc, lông dày và dày, cứng cáp. Chúng còn nhanh nhẹn, bền bỉ và hiếu chiến hơn so với chó ngao Anh. Chúng có kỹ năng chiến đấu tốt hơn nhờ trang bị nhiều môn võ công. Bên cạnh đó, chúng còn có bất lợi là thấp bé nhẹ cân hơn nên không mạnh bằng chó ngao Anh. Về phần chó ngao Anh, chúng có lợi thế ở kích thước to lớn hơn nên cũng khỏe hơn so với Tosa. Mặc dù vậy, nếu chiến đấu lâu dài thì có thể nhanh xuống sức hơn Tosa. Ngao Anh có bất lợi ở chỗ lực cắn yếu hơn một xíu nhưng không đáng kể. Cơ thể không săn chắc bằng Tosa và tinh thần chiến đấu cũng như kỹ năng chiến đấu không tốt bằng Tosa. Vậy nên mình xin đưa ra kết luận là Tosa Inu giành thắng lợi với tỷ lệ 52% và chó ngao Anh ngậm ngùi chịu thua với 48% cơ hội. Theo các bạn thì kết quả sẽ như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới giúp mình nha.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.